đầu tiên của MV Người Ta Có Thương Mình Đâu. Đây là những cái cảnh quay đầu tiên. 3 năm rồi, gần 3 năm rồi Nhân mới làm lại một cái MV tiếp theo từ sau Thật Bất Ngờ. Tại vì thú thật là sau cái Thật Bất Ngờ nó áp lực quá, cô không biết làm gì tiếp theo mà có thể tốt hơn và đã hơn Thật Bất Ngờ. Cho nên là nếu mà mình không làm tốt hơn được thì mình làm khác hẳn. Thì đây là cái ca khúc ballad đầu tiên ở trong sự nghiệp của Trúc Nhân. Từ sáng giờ Nhân thấy các anh cascader đu từ trên lầu xuống, và ekip gần cả 100 người như thế này làm tất cả mọi thứ cho cái sản phẩm của mình đấy, nhưng rất là xúc động. Thì mình biết rằng là nghệ sĩ thì làm MV là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà không hiểu sao mỗi lần làm MV là mỗi lần xúc động, thấy vui. Từ trong tâm trí chót đã lỡ yêu thương một người, mơ môi khẽ chạm môi, mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay mà người đâu có hay. Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp, lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường, ước chung một giấc mơ thật dài. Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi. Xin chào các bạn. Đây là cảnh quay đầu tiên của MV Người Ta Có Thương Mình Đâu. Lần đầu tiên được làm việc với anh Nhân. Tao quay rất là sợ anh. Tao chưa làm gì mày luôn á. Em là em đang cực kỳ bận rộn thời gian này, nhưng mà đi quay cho anh là không ngủ nghe gì luôn. Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp vì tim tôi đau nhói, vì tim điều nhân sợ nhất trong ngày hôm nay và nó cũng đã xảy ra. Mưa. Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu. Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. Chót đã quá yêu rồi mà người ta. Tại thì Cao Quay đang tạm bận công việc và đi, cho nên là Nhân với lại bạn Khang sản xuất đã gánh tất cả mọi thứ. Phân cảnh này là bắt đầu quay cái ngôn tình nhất ở trong cái MV này. Nhân đang ngồi với một cái tư thế kiểu như là mình dắt một cái khăn cho nó khô nước. Thì giờ ngồi coi cái monitor này coi diễn viên diễn sao, nhưng mà Nhân không được lộ hình của Nhân nên là phải núp xuống. Có gì nè. Rồi xong lát hồi có bạn phó đạo diễn ngồi đây coi chung. Thực ra ngôn tình là ở dưới cuối dãy ghế, nhưng mà hai đứa kia đóng đâu. Ui, tả chưa, sói ca Hồng Kông. Đây là một cái người diễn viên mà lúc đầu đạo diễn cho Nhân coi, coi demo thôi. Đó là cái nhân vật nữ chính trong cái bộ phim Em Gái Mưa, và Nhân đã rất là thích cái nét diễn của cô bé này. Hôm nay là truyền hình trực tiếp của một bữa làm việc của nam ca sĩ Trúc Nhân. Thì hiện nay trong hiện trường thì ekip còn đông hơn cả diễn viên, và không biết có cách nào là làm cho cái phim trường nó bớt ồn hơn để cho mọi người tập trung hay là không. Đó. Đó là một cái lời la không bao giờ có giá trị của bạn Khang ở bên sản xuất. Thì Trúc Nhân hy vọng rằng là lộn Trúc Nhân nào ở đây. Bây giờ là gần 10 giờ tối. Mới được ăn tối. Giờ ăn cũng không biết là không ăn trên bàn họp để làm tiếp. Hôm nay trên set quay cũng có một vài chỗ xém khóc vì xúc động. Cái điều khó khăn lớn nhất của Nhân đó là cái cảm xúc và cái nét diễn của mình. Nhiều khi như mùa yên Nhân không làm gì, nghe tiếp cười ầm ầm thì không hiểu là sao có thể đóng được cái MV nhạc buồn này được. 3, 2, 1 Lại, em chưa vô vị trí. Giờ tao ngồi yên cũng mắc cười thì tao xong rồi. Nó vậy đó, suốt luôn, trẻ tăng động. Chót đã quá yêu rồi mà người ta. Rồi bao năm tháng, trái tim vẫn yêu riêng một người.
Hôm nay là ngày quay thứ hai và chúng tôi có bữa cảnh hành động không thua kém gì cảnh cháy nhà hôm qua. Đánh nhau ở trên sân thượng, một cái sân bay trực thăng giữa lòng Sài Gòn. Một cảnh action, hành động hấp dẫn nhất thiên niên kỷ. Ừ. Mà đang lo là diễn viên không biết nó có quánh được không. Diễn viên tập quá trời tập luôn, không biết quánh được không. Tập quá trời tập, không biết có đánh được không. Nhưng đang ngồi trên một cái sân thượng, nó nắng bà cố nội. Từ nãy đến giờ Nhân coi hai bạn cascader đánh nhau á, mà đánh ở ngoài nắng vậy á, tự nhiên thấy sau lần này mình làm MV nó đỡ cực, mà toàn người khác cực luôn phần của mình. Nhân sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao cho cái MV này nó có thể truyền tải được đúng nhất cái tinh thần của cái bài hát. Cái lần làm việc chung với Kawai này, Trúc Nhân có những cái điều chưa bao giờ mà Trúc Nhân được trải nghiệm. Nên cũng rất là hy vọng nó sẽ mang lại một cái hình ảnh nào đó mới lạ cho quý vị và có một cái nhìn mới hơn về Trúc Nhân. Đang quay cái cảnh tiếp theo ở trong một cái thư viện của một cái trường đại học. Không có được nói to, không được mở nhạc, không được làm gì ồn hết trơn á, cho nên nãy giờ cũng khẽ khàng lắm. Đây là Tuyết Anh. Em nói gì em nói đi cưng. Thì em nói đi. Em nói xong rồi đó anh, không biết nói gì đâu. Rồi bao năm tháng, trái tim vẫn yêu riêng một người. Cô đơn có là bao, đau thương có là bao, chẳng là bao vì người đâu duyên sao. Quá sướng, bởi vì những cái bạn diễn viên của tôi đã là quá xuất sắc. Đón chờ clip cực kỳ rung cảm. Mới quay xong cái đứt cuối cùng, không biết nói gì luôn. Đây là cái người mà mọi thứ diễn ra ngày hôm nay làm sao là nhờ bạn này viết nội dung. Đây là bạn Châu kịch bản. Thánh biên kịch. Châu ba. Trời ơi, chào rồi nữa. Đạo diễn đi đâu mất rồi. Thì ngay cái lúc này Nhân thấy Nhân rất là may mắn. Thứ nhất là ông trời cho Nhân làm nghề, mà cho làm nghề mà còn gặp được những người làm nghề rất là có tâm. Nói riêng về Kawai ha, trong suốt gần 6 năm làm nghề, Nhân trải qua rất là nhiều những cái chuyện buồn, cũng như là có những người người ta làm mình mất lòng tin, và người ta làm mình không còn tin vào những cái điều tốt đẹp ở trong showbiz. Nhưng mà sau cái lần làm việc này, khi mà Trúc Nhân hợp tác với Kawai và gặp tất cả các anh em trong ekip, Nhân thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Và mình cảm thấy trong cái nghề mình làm và trong cái thế giới nghệ thuật này, nó còn nhiều những cái tốt đẹp và nó nằm ẩn khuất, và nó thử thách mình phải đi tìm kiếm, và phải có cái duyên thì mới thấy được những người như vậy. Một cái MV mà từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, không một người nào là không làm cho Nhân hài lòng cả. Và Nhân cảm thấy các bạn diễn giống như là cuộc đời của các bạn, giống như là cái nhân vật đó chính là cuộc đời của các bạn vậy. Đây là một cái dự án sau thật bất ngờ, Nhân mới lại một lần nữa tự đốt cháy lên trong mình, tiếp tục một cái ngọn lửa tiếp theo, để mà biết rằng là sắp tới Nhân cần phải làm thêm gì nữa cho mình, cho cuộc sống của mình, cho nghề nghiệp của mình, cho khán giả của mình và cho cuộc đời này. Cảm ơn. Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình.